đó, banh xác luôn. Ok, dán này mình sẽ ráng mình giết mấy thanh niên này, lập nên kỷ lục Guinness. Đó, nãy giờ chưa có con quái nào mà chết được đó. Yeah, chết nè, còn 100+ máu, ráng lên con. Yeah, chết. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi Roblox The Skulker Reborn. Game này thì mình có chơi qua một lần rồi, nhưng mà thằng Vami không biết nó chơi chưa. Nhưng mà hồi nãy giờ, hồi nãy là nó cũng chơi thử một hai trận là nó cũng hiểu được cái mục đích của cái game này như thế nào rồi. Thì game này là sẽ có một thằng nó được làm con quái vật Skulker. Skulker là con yêu quái á. Nó nói yêu quái cho nó bằng hoa. Cái video này thì đừng quên bỏ lại một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và Vami để có được những video hấp dẫn hơn nhé. Ok. Một lít vô cái chuông bên cạnh nữa. Ok, vô luôn, vô cậu nè cu. Mình mới dùng được cái bộ cấp mới. Ok, tới giờ rồi. Mọi người thấy skin của mình không? Thằng Kia là nó đang xài tóc lửa đó, còn mình là đang xài máu nhuộm bến Thượng Hải. Thượng Hải đâu em có cái nón này màu trắng hay màu vàng vậy? Màu trắng màu trắng hả? Ý là mấy phim Hồng Kông nó hay đổi nón này á ba. Hả? Ý là mấy cái phim Hồng Kông nó hay đổi mấy cái nón này á. Ok. Để coi bây giờ là mình sẽ được làm cái thằng Stalker hay là được làm là người đây? Những người lính. Để xem bộ đồ ngầu ghê mày. Ê, ok. Yo. Tới thôi. Hơi bự tí nên là mình sẽ nhỏ tiếng lại chút. Oh, mình là người thường. Yeah, tao là người thường. Rồi, hãy chia ra là em con người đó. Ừ, tao là người thường đó. Game bự quá kìa. Tiếng nhạc to dễ sợ luôn á. Ok, rồi, mày đâu Bami? Tao sau lưng mày nè. Ủa, đây. Trước mắt tao nè, thằng quỷ. Đây, máu nhuộm bến Thượng Hải, hình như cái súng này nó hơi sida xíu nha cu. Mình với Kia có mua cái súng laser nè. Thấy gì chưa? Ghê. Ghê. Lát nữa lại gần nó tóc cơ vừa mới lại gần nó đâm trong phát ngắt luôn. Chặt đầu đó nè. Giỏi lắm. Không biết đó chặt đầu coi hay coi chặt đầu đó. Ủa cái map này giống cái khoang chở hàng giống như trong đột kích của ta. Thứ 6 ngày 13. Ta cũng thấy nà ná thôi. Ê leo lên cao đi cho nó đỡ leo lên nó giết mình. Mà thấy nó chưa? Con tóc cơ trong đây thì nó giống như một cái bóng vậy nha mọi người, nó mờ câm mà. Rất là khó thấy. Mày đang để góc nhìn 1 hả cu? Thì đang để góc nhìn 1. Để bên này nó xéo xéo khó nhìn quá. Ok, tao để góc nhìn 1 rồi luôn rồi. Tucker ơi, quẹ vú. Bây giờ vũ khí cận chiến của nó khá là bá đạo nên là mình sẽ cầm vũ khí cận chiến mình đập nó. Nó xài tay không mà. Đâu có, nó có skill nữa mà. Nó có skill nữa, skill không, trừ khi nó mua hay gì á. Hồi nãy tao có làm thử rồi, như cầm tay không thôi mà. Ủa nó đâu rồi ta, không thấy ta ở đây tối hui rồi. Em bị đai rồi, ô vãi. Ê, tao nghe tiếng rồi, nó kia. Rồi. Trời ơi, tao vừa mới cầm súng tao bắn nó chết ngắt rồi. Nó ao luôn rồi. Nó ao luôn chứ. Làm tao tưởng là tao bắn nó được chứ. Thôi mới vừa vô chưa có gì hết. Ê mày, cái súng này nó hơi sida, tao bắn quá trời mà nó không ra mày. Ô vãi. Tao bắn quá trời mà nó không ra, tới khi mà nó ra thì con nó, cái súng cái đạn nó vừa ra thì con quái vật nó ao rồi. Ấy đồ. Nói chung game này đó giờ mình chơi vẫn đắt. Bây giờ bấm phím tab lên coi nhân coi người chơi ai làm con quái vật cũng được nữa nè, thiệt tình chứ. Trời, hàng shop nó dễ thương ghê, đứng nó nhảy nhỏ cái trống mới ghê chứ. Vãi game này lâu rồi bây giờ nó vẫn còn lỗi. Cái búa này nhiều vào 800 mà mình còn có 170 à. Không có liên quan gì với nhau hết trơn. Ok, ai đi hướng nào? Hướng này nè. Vô. Tao đang đi vòng tao kiếm mà có gì chơi không? Bỏ đi ba, vô đi ba đi, lâu mất công lắm. Bây giờ là mình sẽ đi vô. Mình sẽ lên đường đi bảo vệ. Đừng có đẩy. Mình sẽ đi lên đường bảo vệ trái đất. Đấy, mình đây, xin giới thiệu mình là chiến binh chiến binh tự sướng. Kia đang tự sướng bản thân nha mọi người, đừng tin đó. Vãi. Ok, bây giờ là mình đã vô rồi đây. Ok. Đó, thằng tóc lửa và thằng ngựa đội nó. Máu nhuộm bến Thượng Hải bà ơi. Rồi, ok, để coi bây giờ là mình sẽ được làm cái gì đây. Yeah. Combine soldier hết. Bà má, combine soldier mà nó ố, nghe thấy gớm thiệt chứ. Gì mà dê chi? Bắt trước nữa chứ. Ok, để tao test súng nữa coi. Mày có khác gì đâu, tại với mày có khác gì đâu mà mày ô mày làm con lá hết hồn mày. Thỏ cái súng bắn không ra đạn. Thanh niên nào làm cái kia vậy? Ê mày, viên đạn tao bắn sao nó không ra mày? Ê, đừng có đẩy.
Ê cu. Ê kìa kìa. Gì ai vậy? Nó kìa, nó sau lưng mày kìa. Nó đâu? Ôi cái súng sida gì vậy, bắn không trúng vậy. Mày. Vậy bắn nó. Mày. Ủa cái súng này bắn không thấy viên đạn ta. Ủa nó đâu rồi? Chạy rồi. Ôi. Ủa sao chỗ này nó có tối vậy? Mở đèn lên. Ơi có xăng trong đây nè, Có xăng nhưng mà xăng ao rớt rồi, xuống vui. Cứu tôi. Trời, ông xuống mình ông sợ bóng tối ông ơi, thiệt tình quá, tao hui rồi, hết điện ơi. Đứa chết rồi, một đứa về thành dưỡng sức. Rồi, tao hui rồi. Mày. Rồi nó giết tao luôn rồi, đậu phộng. Nó đâu rồi, nó không? Mày chết chưa? Rồi tao thấy nó rồi, tao hết đạn rồi. What the hơi. Hết đạn luôn mới ghê chứ thiệt tình. Rồi ăn cám luôn cái lụ đạn. Trời ơi, súng thì hết đạn. Được rồi hả? Chết luôn rồi. Lát, đừng có chơi ngu giống nãy nữa nha. Chơi ngu là sao? Đứng ở ngoài á. À. Cô đi ra đi. Cho mà, cái đâu bị gì đâu. Ừ. What out, số 5, heo, số 2 là heo rồi. Trời ơi, nó rớt não kìa. Ồ vãi, đứa nào rớt não lum vậy? Wow, ôi, nhìn khiếp quá má ơi. Má ơi, sợ quá má ơi. Chị ói cái. Bẹ. Sao? Cái đó người ta gọi là chịu uể, gọi vậy cho nó phân hoa nha, ối nghe gớm quá. Rồi, ok. Rồi, lên tao, trời ơi, đầu gì mà máu, đồ chảy tứ tung mới ghê vậy. Để coi bây giờ là mình sẽ làm gì đây. Bây giờ nó lắc lên nó mà, trời ơi, lại làm người nữa. Yeah. Mày bỏ cái gì được rồi. Thấy chưa, mình gian kia đâu biết đâu. Đâu biết, có nhìn sơ mà không, không thấy cái mặt mày, không thấy cái nó nè. Ủa, người chơi đâu hết rồi? À. Mày thấy máu nhuộm bến Thượng Hải đâu kìa? Không, có thấy mọi người đứng mỗi nơi á. Đúng rồi, mày thấy máu nhuộm bến Thượng Hải nằm đâu không? Không. Làm sao mà thấy được? Ủa là mày thiệt luôn hả? Cái tao giỡn. Thằng đầu lửa đâu rồi. Thôi, tha cho đầu lửa đi kiếm mày này quốc chất. Mày, ủa đâu rồi? Ôi, thấy nó kìa. Đừng có bắn. Đi đường nhưng mà bắn không á. Tình nó mực cam mà cái giá rớt luôn rồi. Yeah. Mình có 3 phút 30 giây để giết cửa đó. Ôi, trời có thui à, không thấy được. Yeah. Né tao ra, không tao giết mày bây giờ. Ôi. Đấy. Né tao ra, không tao giết bây giờ. Mày đâu rồi? Mắc cười quá, chuyện tao nói với mày đâu, tao đâu rồi, sao mày thấy được tao? Yeah, bắn nó. Nhảy nè, gần chết chưa cu? Chết nè, trời chết bà lắc rồi. Đang quýnh mà lắc thấy bà tôi rồi. Mày đâu rồi? Trời cái súng nó bắn thấm quá. Ok. Chết nè. Ủa, sao đánh không được? Trời chứ lắc quá, tối quá, thật sự không thấy nó mà bắn luôn á. Ủa tao đâu quánh mày đâu sao mày chết ghê vậy? Vậy là mày dính hành của tao rồi. Bữa nào hai bữa là tao đủ về thành dưỡng sức rồi. Có đâu, bữa nhiều lắm mày. Chết nè, đó, banh xác luôn. Ok, dáng này mình sẽ ráng mình giết mấy thanh niên này. Lập nên kỷ lục Guinness. Đó, nãy giờ chưa có con quái nào mà chết được đó. Yeah, chết nè. Còn 100+ máu, ráng lên con. Yeah, chết. Stalker One mình đã giết hết. Yeah. Thấy tao bá đạo không cu? Ok. Giờ mấy chị mà quay lại bên này thôi để coi thử. Và mì nó biến, nó hên quá, nó biến được thành con quái vật. Ha, hên thôi. Vô lựa map là cu. Rồi, trời, cái map quá sướng. Thui như nhau á, nó biết map nào ra map nào trời. À, map này đi, map giữa đi. Còn nói chung map như nhau á. Kiểu map là sáng á cu, map tối quá không thấy đường. À, nó map nào nó cũng như nhau á, map nào nó cũng tối như nhau á, map nào sáng luôn. Ok, bây giờ chuẩn bị vô trận thôi. Xịn hơn làm chi, chát nhau vô tiền. Đàm Vĩnh Hưng nhập. Vãi. Ok, đi vô kìa, đi vô tàu. Vô tàu, tàu xuống rồi kìa. Đó, warp to the drop ship luôn. Yeah, vậy cho nó nhanh, vô luôn. Ờ, ai vỗ tay vậy? À chắc nãy đi vỗ tay nó khen tao chơi hay quá. Phải.
Ok, lên đường, lên đường, lên đường. Mình sẽ được làm cái gì đây? Oh! Nó ô gì vậy ta? À, chuột phải nè, giữ chuột trái nè. Rồi xong, nó là tắc cơ. Bấm phím E nè. Ok, và mình sẽ bắt đầu đi thôi. Đừng cho Kia nó win, giết Kia. Kia, giết Kia mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm Kia. Ôi trời, cái map đó thui nãy thấy bà tôi rồi. Thì đúng rồi, thấy map, bà tôi rồi. Cái map đó thui nè. Thôi mình phải đi chung mới được. Số vòng này là nó sẽ giảm dần. Cái gì cái gì? Ok. Bắn nó, bắn nó. Bắn nó, bắn nó. Trời, nó đập mình cái chán chán luôn ơi. Quá đồng quá nguyện, quá đồng quá nguyện. Ô, trời đồng cái gì? Bắn nó, trời súng. Trời, súng hết đạn mới đâu chứ, trời, thiệt tình súng SIDA với vậy. Cái gì SIDA ba? Bắn hoài mà nó không ra. Một đứa nè, ok. Trời, mình không thể nào thấy được nó luôn á. Trời ơi, sao vẫn còn nhiều đứa. Rồi, vẫn còn nhiều trời, đứa. Trời, cái này mình bắn mày luôn á. Ê, ê, ê. Nó một cái tạo ra cái tiếng hét cho tụi nó sợ. À. Quái cái tiếng hét. Ủa, đứng đồng ở đây dữ vậy? À, đứng đâu quá vậy? Ủa, cái đèn. Nó kia, bắn nó. Rồi, hai đứa chết rồi, chạy. Hết máu. Cây vô chiếc tiếp. Quất mẹ bưởi. Chết, trời, ta không biết đứa nào ra đứa nào luôn á. Rồi xong, chết hết luôn rồi, hết đèn luôn rồi. Chết bà tôi rồi. Ôi, ok, ui, nó còn sống ba ơi, còn sống. Còn ba ăn, giết. Nó luôn đi ghê chứ. Nó đâu rồi, chết bà hết đạn rồi. Ủa, tao thề luôn, tao không xài súng này ở đâu, súng này kỳ quá. Chạy đi đâu, chết rồi. Đây nè, ba mi. Bắn nó. Rồi. Bắn nó đi. Hay quá, đừng để cho nó sống, đừng để cho nó đẻ trứng. Đúng rồi, chết nè. Bắn nó đi. Rồi gán lên em. Gán lên em. Cái súng của anh nó xì đau quá, bắn được mấy viên à. Ôi giời, nó đâu rồi, thằng Tucker đâu rồi. À, mình có skill nhảy mà mình không biết, quên. Yeah. Ôi sao kẹt rồi, no. Nó đâu rồi. Tao tưởng đâu là tao bị kẹt chứ, ai dè tao không kẹt. Hên. Thấy bà rồi, tao thui rồi. Ok. Chết một thằng rồi. À. Yeah. Giết chết được nó rồi, hay quá. Vãi. Ồ, mày đổi súng đi. Đổi rồi, tao đổi 1-1 rồi, cái súng là da kỳ quá, lúc ra lúc không ra kỳ quá. Mày mua cái AK. AK-47 à? Ừ, AK bắn sướng á. Tao sợ cái đó giật các bạn, nó giật dữ lắm. Giật hả? Tao nghĩ nó không giật đâu. Hồi nãy tao bắn đâu thấy giật đâu. À dạ, êm à. Trời, thiệt luôn hả? Không ai giết được nó luôn hả? Vãi. Ồ, vãi còn thằng à. Ồ, đi cần chứ. Ok, KAK có 200 tiền à. Mua một cây xài. Đây có một cái xuất tinh nè. Đó, ở đây có một cái dàn cặp bắn nè. Bây giờ mình sẽ đây mình cặp bắn thử coi. Để coi mình bắn. Ồ, à quên, có một cây sập gân luôn rồi. Ghê vậy. Trời, sập gân có bắn. Đâu trời, sập gân bắn có bắn chết. Vãi nó như nó gài hơi lâu rồi đó. Trời ơi, má ơi, okay. Nó không có cái gì hot hơn cả. Vô nè. Right here nè. Ok, nhưng mà thôi, bây giờ là mình sẽ đi vô thôi. Ủa, chưa có ai vô mà. Trời, còn lâu. Đi thôi. Đấu lên luôn rồi mà. Vậy là con nghĩ là nó lắc á, chứ không có gì đâu. Ừ. Giống to hồi nãy thôi, chứ không gì đó. Mọi người hoài luôn con. Ướp con bay xong rồi. Mày là gì cô? Người. Bấm phím F để bật đèn flash nè, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ tắt. Rồi, Tucker là Thái Lan, ở lộn Thái Anh. Ok. Rồi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi hướng nào đi coi. Vô. Mày mở đèn, tao tắt rồi đó nha. Vậy thôi mày mở đi, tao tắt cho. Rồi, ok, súng có vẻ bắn được rồi đó. Coi chừng chết. Lên này, trên này có cầu thang nè. Rồi. Trên này có cầu thang nè, cung. Quay lên đây, tao lên đây, ok. Wow. Nó dưới kìa. Ê, coi nó đi. Yeah. Rồi, bắt chết luôn rồi. Trời ơi, gì dữ vậy? Trời ơi, anh đi nước ngoài bắn ghê vậy. Ê, mình không chỉ được cái đâu. Trời ơi, nhanh giả man luôn á. Hay lép.
Ok, bây giờ là mình phải đi vô trong, mình phải có một, mình phải mua một cái súng gì đó. Hồi nãy là thanh niên kia mua mua cái súng máy rồi, bây giờ là mình phải đi cho mình mua cái súng máy thôi. Ê, đi mua súng máy nè cu. Đây đây, súng máy tên gì? Hồi nãy là vô tao có hay cái súng nào súng máy đâu. Cái gì đó, Slay hay là cái gì đó tao cũng không nhớ nữa. Trời. Để coi được coi. Cái thằng đứng tao thấy nó đứng đó có bắn luôn mà nó không chết, kinh thật. Có cái shotgun, cái AK, cái Uzi, cái hết rồi. Ủa không phải cái này rồi. Ủa vậy nó là cái nào ta? Ta mua ở đâu rồi ta? À, power up cũng không phải luôn. Ủa vậy thằng kia mua là cái gì ta? Có phải trong upgrade không ta? Đâu phải không đâu. Cho upgrade có nữa. Trời, cái thằng stalker có skin nữa mày. Có chứ, có skin mà. Trời, có skin hường kim tuyến nữa mới ghê chứ, vãi. Vãi. Ok, nhưng mà bây giờ mình không thấy cái kia của nó rồi. Power up. Nhưng mà mấy cái này hình như là nó cũng không có trang để mà nó đẩy qua. Nên là mình cũng không biết nó sẽ ở đâu đây nữa. À, nó chưa vô trận mà. Ok, vô trận rồi kìa cu. Rồi, ta vô đứng rồi nè. Ok, đã vô trận thành công và để coi không biết có ai sẽ bị chuyện ở bên ngoài nè. Lại là người à. Đó, nó đứng à, và mình đứng ngay trước mặt mình nên là mình không có lo. Vãi cái mình không có lo. Thì đúng rồi, mày đang đứng trong mặt tao nè. Tao đáng sợ đến vậy sao? Tao chỉ sợ cái thằng người nước ngoài thôi. À, mạnh vãi. Ok, leo lên. Leo để đứng ngay bắn cho mày đi. Ừ đó, cái đang leo lên nè. Chỉ cần nó leo lên là thấy liền luôn á. Bật đèn đi lên, bật đèn đi. Rồi. Lên kìa. Tao chạy lại rồi. Ê, tao chết rồi, nó chết mình tao à. What the hell? Hay quá. À, cái thanh niên hôm qua giận mày á. Ôi, giờ gái gì giờ gái vô trả thù mới ghê chứ thiệt tình. Ôi. Nó đâu rồi. Nó chạy rồi ba, chứ làm sao mà đứng được. Tao biết nó còn nhiều máu nữa, tao đang cố gắng đây. Cái vũ khí kia ta, kì vậy. Mày đang coi, mày coi nó đang đâu cụ. VIP room, chắc là nó nằm trong cái VIP room á. VIP room hả? Vô thử có không? VIP room nè, có thấy VIP nè. Ok, nó bắt đầu rồi ta. Mua VIP mới vô được, trời ơi, tốn có 200 Robux lận. Nó đâu rồi, mua luôn đi. 200 Robux, thôi kệ nó mua luôn đi. Ừ. Bệnh gì cỡ. Mua xong là lỡ nó cho tao ra cái kia rồi. Ok, và mình đã mua thành công. Quay, nó giả thôi rồi, nó giả thôi, banh mặt rồi. Không phải. Tao bị té rồi. Ôi. Cái đèn đâu? Yeah. Trời, tao cơ win với tao tưởng nó bắn được nó rồi chứ. Ai VIP room này nó đâu có gì đâu, nó bắt tao vô lụm tiền nè. Quái đèn. Trời, tao tưởng đâu trong đây có vũ khí hay cái gì chứ ai gì không phải. Cái hành niên nước ngoài mặc mang nguyên bộ tóc vàng màu dài, tóc vàng dài rồi mắt long lanh nữa chứ, vãi thật chứ. Lớp vậy. Nó nhìn hài vãi chướng. Mà trời. Giờ kìa. Ok, vô luôn. Để coi bây giờ mình sẽ làm cái gì đây. No. Tại sao lại gặp người nữa? Mày nghe tao cười dễ thương không kìa? Ừ, tao biết rồi đó. Vãi. Quá sung sướng. Bây giờ mọi người sẽ cùng xem mình đi giết tất cả mọi người nha. Ok. Không thể nào được. Và My nó lại biến trở thành con này. Ủa này có gì chơi không ta? Ở đây nó có nguyên okay, cái hầm. Ok, bây giờ mình sẽ lặn thầm một tình yêu mình đi giết hết tất cả. Ồ, chỗ này khá là hẹp luôn á, không thể nào mà thấy được. Thiệt tình. Ủa sao chỗ này tối vậy ta? Chu 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 chu
Game hết tao gồng game, hết tao gồng game. Rồi rồi má rồi, nước ngoài, chạy rồi, chạy rồi, chạy thằng nước ngoài, thằng nước ngoài. Đây đây. Đi giết tất cả mọi người trước chưa, nước ngoài lại, nước ngoài mạnh quá. Đóng cứ đây thấy một thằng chết là cái chạ. Tao biết mình biết là nó yeah, đó. Yeah, yeah, xịt máu, xịt rồi. Máu. Ui. Ui. Nó đang ở đâu vậy? Yeah, đập đó, đập nó, đập đập đập. Rồi yeah, chết tiếp. Ủa? Hay quá. Mày nghe tiếng đâu, mày nghe tiếng đâu không? Chỗ này không thấy gì luôn á, tự tin. Làm sao mà thấy được? Nó cũng không có upgrade cho mình, để upgrade cái power để mà mình tăng cái thời gian của mình lên nữa. Đó, nước ngoài, yeah, tao giết được thằng nước ngoài rồi, yeah. Rồi, rồi, rồi. Thằng mạnh nhất đã chết, bây giờ tao sẽ đi săn hết tất cả những thằng yếu. Không thấy mày ơi, không thấy ai hết. Ủa cái đường qua kia đường nào trời? Không thấy. Từ từ để tao chạy qua cho thấy nè. Từ từ để tao chạy qua cho mày thấy nè. À thôi, khỏi đi. Mày còn bao nhiêu máu mày nói tao biết là được rồi. Còn 800. Vãi, làm gì còn 800? Ủa cái đường nào qua đó ta? Ủa có phải mở cửa không? Ủa. Thôi, nói chung là mình phải để dành pin, bây giờ là mình sẽ đi ra chỗ khác trước. Không nên đứng đây. Đúng đi rồi, đi ra chỗ khác đi. Rồi, tao thấy một đứa rồi. Nhảy lon ton đây làm gì? Em nhảy lon ton ở đây làm gì? Ủa còn thằng nước ngoài nữa hả? Ủa nước ngoài nó hồi sinh không ơi, trời. Làm gì có vụ hồi sinh ba? Nó hồi sinh nè, rồi ok, tao giết nó banh xác rồi. Chém lộn á. Không, tao giết nó nãy nó máu cam luôn rồi, giờ nó mới hồi sinh lên lại. Ủa ai có vụ hồi sinh nữa hả? Ừ, tao mới thấy nó hồi sinh nè. Ủa nguyên đám này đứng đâu vậy ta? Tao đi kiếm mà tao không thấy ta. Cái map sai lầm dữ vậy. Yeah, hay quá. Trời ơi, tào lao dễ sợ luôn á. Gì đích 8 win mới ghê chứ. Tụi mày núp trong cái phòng đúng không? Ảo có đâu núp trong phòng đâu, có đang núp ở tầng trên mà. Trời ơi, đi vòng vòng nãy giờ không thấy đường ra luôn mới ghê chứ. Phải. Và mày cũng thuộc map chứ không phải là nó đi không được. Không, tao đi hết nguyên vòng luôn hả ba? Nguyên vòng đâu, tao đứng ở trên tầng 2 mà, mày đứng đâu ra tầng đó ba? Thì đứng tầng dưới tao nhảy lên mà nhảy đâu tới nơi đâu. Trời, nó có nguyên cầu thang mà như mày nhảy lên chi? Nó có nguyên cầu thang đi lên mà. Cái lần tao giết nó buồn quá đó. Ok, vô chật thôi. Trời ơi, nó đi nhanh quá, không kịp nhìn sơ qua ai làm được. Rồi, hay quá, chật. Mày đừng làm nó cũ. Stalker rồi. Hold the left mouse button tool để đánh nè. Đó, ok. À. Rồi ok, dán này kia làm stalker là thấy là hả hay xui xui rồi đó. À, test trộn cái gì đây? Grim nè. Đây là skin nè, Warrip nè, ok, và mình sẽ đi ra thôi. Ui, chưa gì đâu mà mới vô là thấy nguyên một đám thanh niên đang đứng ngoài này rồi. Trời, cái này dễ chết lắm luôn á, cái màn này. Ok. Nó đâu rồi ta, ấy đừng có đẩy. Thôi, cái thằng thiệt tình. Quất, chết thanh niên rồi. Yeah, hay quá, chết một thằng rồi. Bắn nó. Nó đâu rồi. Nó kia. Trời, gà đạn lâu quá vậy. Rồi ăn cám luôn cái lũ đạn. Rồi xong ăn hành luôn. Không cầm cây ba tông gì vậy trời, thiệt tình chứ. Ok, dừng clip đi cu. Ok, thì mình với Kia sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì bạn nào thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh channel của mình với Kia. Và nhớ bấm cái chuông kế bên cái nút subscribe nha mọi người, để nhận được nhiều video mỗi ngày á. Chào mọi người. Bye bye mọi người. That's it, friend? Yes.